Phải xem em. Hình so hình à. Anh ở giữa. Trời ơi thiệt tình luôn á. Sau khi nhìn hình với nhìn trực tiếp thì thấy như thế nào? Thấy bạn nữ hiền. Mà bạn nữ chia sẻ thì cảm xúc thì đúng. Thế là thấy bạn ấy thuộc dưỡng form là cảm xúc. Còn em cảm nhận như thế nào khi cánh cửa trái tim mở ra? Tim có đập mạnh một chút, tim có đập mạnh một chút. Hãy bên em thân gần nhé. Anh để cảm nhận. Nào tim ngừng đập thì mới lo chứ tim đập mạnh là tốt rồi. Hôm nay đến gặp bạn thì... Đây luôn, đây luôn, đây luôn. Có món quà gửi tặng bạn. Đây là bức tranh em tự tay làm. Cảm ơn em nhiều nhé. Đâu 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 cho chị xem chứ, ngồi xuống đi, được rồi ngồi xuống. Đây là bức tranh bạn ấy. Nãy giờ chị tưởng em tự làm ạ. Đính đá. Đính đá. À chứ không phải thêu thêu hả? Rất là ấn tượng chị. Tự làm là sao, là mình lấy mua đá gì mình ngồi mình đính 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 dạ, vậy đúng hả? Rồi ạ. Dạ. Ủa bức tranh này ý nghĩa gì? Đây con công, đây con công. Đây, một cặp luôn chị. Giờ, xoay đây con công. Chưa có trúng nữa đó. Xoay qua bên xoay ừ đây đó. Trời ơi đẹp quá ha. Bức tranh này em làm trong bao lâu? Em làm sau khi em đi làm về là tầm mỗi ngày em dành khoảng 2 tiếng thì... Mấy ngày? 3-4 ngày. 3-4 ngày mỗi ngày 2 tiếng mới ra bức tranh tặng em đó nha. 3-4 ngày 2 tiếng được không? Em không đóng khung là tại vì em muốn là anh với em sẽ là người cùng nhau đi đóng khung. Khi gặp nhau phút đầu từ anh mất anh đã trao nụ. Trời ơi thả thính quá, thính quá thính luôn. Rồi coi bên đây món quà bên này. Chị cài áo ha, mình cài vô luôn đi em cho nó đẹp. Anh phải cài cho em, anh phải cài cho em đi chị. Thả thính nữa. Còn nói người ta nói vậy mà còn không qua cài. Anh phải cài cho em chứ. Rung chứ sao không rung. Chừng chích vô thịt ta. Cái tim này nó hơi lố qua bên nó lệch, nó bị lệch. Thôi kệ em, đó là tấm lòng của ảnh. Lần đầu tiên anh chưa có kỹ năng, từ từ phải luyện tập. May là chưa kỹ năng đấy, chứ em mà kỹ năng nhiều đó. Phải không? À, rồi. Như vậy là cái một cái sự gặp nhau thì chưa biết đôi trẻ này có cảm xúc với nhau hay không. Nhưng mà trước tiên tôi ngồi đây tôi thấy đầy cảm xúc rồi đó. Bây giờ thì các tường sẽ dành riêng cho hai bạn ấy một chút không gian riêng tư để vừa trải nghiệm những món ăn ngon tại nhà hàng Chả Cá Đế Vương và vừa trò chuyện với nhau. Xin mời đồ ăn. Bây giờ chị Tường mời hai bạn thưởng thức một món ăn rất ngon, rất đặc biệt của nhà hàng Chả Cá Đế Vương. Đây là món chả cá lăng đỏ nha. Rồi mình ra lăng mình phục vụ bạn gái luôn ha. Rồi nói chuyện luôn ha. Ít phút chị Tường quay lại. Chúc hai bạn ngon miệng. Rồi em cảm ơn chị. Hiện giờ là em đang ở khu vực nào? Hiện sinh sống và làm việc ở Tân Phú, quê ở Đồng Nai. À, Tân Phú. Đúng rồi anh, từ chỗ em lên Tân Phú thì tầm khoảng 2 tiếng đó. Bữa nay là anh em mình có duyên ấy, gặp nhau lại được đi ăn chả cá. Nên là bây giờ anh sẽ gửi em. Trước giờ em đã ăn món chả cá bao giờ chưa? Em chỉ ăn bún chả cá của Nha Trang thôi anh ạ. À, hôm nay em sẽ được thưởng thức món này gọi là món chả cá lăng. Một món rất là nổi tiếng. Nhà sang là mấy anh chị em sang rồi? Em con một anh ạ. Anh cũng con một, anh em điểm chung rồi. Nãy giờ thấy hơi nhiều điểm chung rồi đó. À hay. Hiện giờ thì em đang làm bên lĩnh vực gì? Em làm kế toán vật tư anh. À kế toán. Thế anh em mình cũng có điểm chung luôn rồi, anh cũng làm ngành tài chính. Em làm bên bảo hiểm. Ừ, bảo hiểm nó thuộc nhóm ngành tài chính. Ừ. Ừ. Dạ, nếu em nghĩ bên đây bên bển có chỗ cho em làm không anh? Anh đưa em vào luôn, nếu mà em muốn thì mai. Dạ dạ em, dạ em xin nghỉ công ty để anh đưa em vô nhá. Ừ. Không biết là cái tính chất công việc của em ấy thì nó gọi là rõ ràng và tất cả mọi thứ chứ không có chuyện là nói lập lờ. Ừ. Quan điểm về tình yêu của anh như thế nào? Để mà gọi là đi đường dài với nhau ấy thì anh nghĩ là hai người ấy thì cần có sự gọi là chia sẻ này, chân thành này và gọi là tôn trọng nhau. Em thì quan điểm rất là rõ ràng. Nếu như mà thật lòng á, yêu là cưới. Nhưng trong mối quan hệ đó thì chúng ta phải luôn dạng như là cưới sòng phẳng với nhau đi. Ừ, tiện thể cho em hỏi là giả sử nếu như sau này á, anh muốn cưới một người về làm nội trợ cho anh hay là cô ấy cũng phải đi làm? Thì với thời buổi này thì ai cũng phải đi cày. Ừ. Giống như nếu mà trường hợp mà anh là đại gia
mà kể anh có nuôi được ấy, nhưng mà nuôi luôn được bà xã của anh, người bạn đời của anh ấy, thì anh vẫn muốn người bạn đời của anh đi làm. Tại vì khi mà đi làm ấy thì người phụ nữ sẽ được giao tiếp, rồi được cởi mở, được cập nhật tất cả mọi thứ, được chủ động. Còn nếu mà ở nhà thì giống như là chơi không rồi nghĩ này nghĩ nọ rồi hành hạ anh thì anh tội anh lắm. Ở nhà cũng chưa chắc chơi không mà anh, mình không phải làm việc nhà, nấu cơm, dọn dẹp gì rồi kia nữa. Chứ không phải cứ nói ở nhà là chơi không được. Thì vừa rồi như anh nói rồi là anh đại gia thì anh nuôi, nhưng mà ở nhà thì khi mà đã đại gia rồi chỉ có ngồi chơi thôi, đâu ấy. Nên là anh cũng không muốn là chuyện ngồi chơi. Thế em thích ở nhà hay đi làm? Đi làm rồi anh. Mình phải đi làm để mình ra ngoài mình thích. Trời ơi, cái cặp nào mà hẹn hò mà cũng giống như cặp này là bà Mai đỡ nói chuyện lắm nè. Là sao chị? Là coi như là rất là chủ động. Tôi chưa nghe một nhịp nghỉ, vừa ăn uống vừa trò chuyện. Trời, tôi thích dễ sợ luôn. Cho ngồi nói chắc tới mai luôn cũng được. Nãy giờ mà tôi chưa nghe có cái chốt hạ cái hẹn hò buổi nào hay gì hết trơn ta. Dạ vâng, thì đang trao đổi ấy, thì em trao đổi tính tới mai hả? Cái thời gian nó có hạn thì có vô lẽ vấn đề chứ đâu mà ngồi trao đổi tới mai. Ý của bạn nữ nào? Chị Tường mát tay ngày hôm nay mà thành công nữa thì em đi. Nếu như mà có thể thì cuối năm sau. Có nghĩa là trong vòng một năm đúng dạ. không? Đánh nhanh rút gọn ha. Dạ. Yêu 8-9 năm cũng chia tay như thường. Dạ, nhiều rồi. Khi cho nên là chị cũng vậy đó, chị mà thấy ai nhiều khi vài tháng người ta dám cưới là tôi dám nhận luôn á, thiệt. Đúng rồi chị. Mà quan trọng là người đàn ông phải cầu hôn. Nhà mình cầu hôn không được. Tôi hả? Hay, cặp này tôi chịu á, tôi thích á. Tại thật ra là xưa giờ lúc nào cũng nói nam nữ bình đẳng, nhưng mà thường thường nói chứ cũng thấy đâu bình đẳng được đâu. Có những chuyện cũng phải nam làm chứ nữ đâu làm được đâu. Cho nên là đối với chị thì là nam phải là chủ động. Trong tình yêu là nam phải chủ động. Nữ là chủ động ngầm thôi. Cái người nữ nào mà tài năng thì mình sẽ chủ động để mình xoay cái người nam chủ động theo ý của mình. Chứ còn mà mình cũng ngại chủ động mà mình chờ cái bạn nam thì bạn nam thụ động lắm. Cho nên là người giỏi là phải biết làm sao để điều khiển bạn nam chủ động theo ý của mình. Vô. Điều bình thường tốt đó. Hả? Điều bình thường tốt đó. Nhưng mà mình đã có cái tích lũy rồi, cái chuẩn bị gì cho cái máy ấm gia đình chưa? Có chị ạ. Thế còn em? Chưa có vợ thôi. Chứ còn nếu mà nói mọi thứ về công việc, kinh tế, mọi thứ mà chưa ổn định thì chưa có gì, làm sao lấy vợ? Thì em có công việc là ổn định, thu nhập bấp bênh. Lầy, cái đó gọi là lầy lộ, cái đó gọi là nhây đó. Thế còn em có nghĩ mình là một cái người vợ mà có thể vung vén khéo trong gia đình không? Một người là kế toán, một người là bên tài chính rồi chị. Mà tài chính là nắm trên kế toán rồi. Nói lại để bạn hình dung, tức là mình ngành bảo hiểm của mình là thuộc ngành tài chính, còn công việc của mình là làm bên kinh doanh. Kính thưa quý vị, bây giờ thật ra cặp đôi này thì quá lanh rồi, người ta đã chín chắn và trưởng thành hết rồi. Thì bà Mai cũng đơn giản, không có cần làm gì nhiều. Bây giờ xin mời người bạn đồng hành của bên nhà trai để mà nghe ý kiến của một cái người bên ngoài xem họ có cái gì khác với Cát Tường hay không nha. Mời em vô đây em ơi. Dạ em chào chị Thư. Bồ cũ hả? Dạ không. À dạ không, chồng làm gì cũ. Làm chung không có gì cũ. Mới. Ok, rồi mới hỏi bồ cũ hả? Không liền. Nhảy liền chứ à. Tại vì em thấy chị cũng hơi. Em tên là gì? Dạ em tên Phước chị. Phước. Rồi em làm chung với Minh bao lâu rồi? Dạ một năm. Một năm, hiểu gì về Minh không? Dạ hơi nhiều. Có tật xấu gì? Nãy giờ anh chưa khai tật xấu từ đầu, giờ chị Tường khai thác hoài chưa được. Em giúp chị đây. Cái tật xấu rồi chị, ảnh nhây mà ảnh nói nhiều mà ảnh nói dài. Cái tật xấu này vậy. Nói nhây, nói nhiều, nói dài. Mà nói đúng không? Đúng hả? Thôi kệ, đúng là cũng như người nhà bên nhau. Người nhà bên nhau hả? Chị tính về phía em rồi đó, mà em nói vậy thôi chị về. Rồi, hôm nay với cái cuộc gặp gỡ này thì mình ngồi ngoài mình nhìn thấy thì như thế nào? Trước khi tới đây thì em rất là mong anh tìm được cái người bạn đời của ảnh. Và cái tiêu chí của em là chỉ cần còn thở là em lấy. Bạn này là vừa thở được nè, vừa đẹp nè, vừa đẹp gái, vừa có công ăn chuyện làm ổn định. Và cái tư duy cũng rất là ổn định. Ủa bộ, mình nó ế dữ lắm sao mà còn thở là còn lấy? Dạ. Hả? Ế lâu lắm. Cái thanh lợi hoạt bát sáng sủa cao ráo. Trong công ty không có địa ai chứ hả? Thì có vợ, có gia đình hết rồi chị. Rồi đi làm về là đi về thẳng nhà, không thấy đi chơi, không thấy hẹn hò ai. Ảnh được một cái rất là chăm làm luôn chị. Ảnh làm từ sáng cho tới tối rồi. Sau giờ làm ảnh vẫn tiếp tục đi làm. Chị chắc tiền cũng khá ha. Nhiều lắm hả? Đó, tôi cứ cầm vô đây. Hồi nãy anh nói là anh có thể nuôi được vợ ảnh mà, nhưng mà anh vẫn có muốn vợ đi làm để cùng có mấy chị. Đúng rồi, chứ vợ ở không là sinh nông nổi em ha. Không mệt lắm, ở không đừng mở. Đó. Rồi vậy là bây giờ em có cái lời chốt hạ, lời khuyên gì cho cặp đôi ngày hôm nay không nè? Đam điều.
gì? Ăn điêu. Dạ ăn điêu. Ăn điêu. Ăn điêu là gì? Là chốt điêu á chị, là chốt hợp đồng á chị. Ăn điêu, à ăn điêu. Rồi ok, cảm ơn em. À rồi, ăn điêu. Chúng ta quay lại vấn đề nghiêm túc. À, đến với chương trình là chúng ta để tìm một nửa yêu thương của mình. Và như chị chia sẻ lúc nãy, cái quyền quyết định là của các bạn ha. Mình cứ làm cái đúng cái trái tim của mình mới là sự tôn trọng dành cho đối phương. Thì bây giờ các bạn cũng đã trưởng thành hết rồi, chúng ta mỗi người hãy nói một câu ngay giờ phút này cảm xúc của mình như thế nào, hoặc mình suy nghĩ như thế nào về cái buổi gặp mặt này. Sang cho anh hỏi thăm một chút đi. Bên phía em này và nhà em có dị ứng với người Bắc không? Mẹ em gốc Bắc anh. À, là mọi người miền Nam mình hay gọi là Bắc Nam Tư á. Ừ. Dạ. Rồi, tiếp nữa là có nhà em có theo đạo gì không? Em bên Phật. Bên Phật. À, không dị ứng người Bắc này. Rồi cũng có dị ứng về nghề bảo hiểm không? Chị dị ứng khi họ gọi tới làm phiền em tư vấn là chị ơi em cần bán bảo hiểm này, anh cần bán cái này thôi. Anh hiện giờ đang làm bảo hiểm thì em nghĩ sao? Nếu như anh bán miễn phí cho em thì em mua đó. Nhà em thì cũng không có dị ứng với công việc bảo hiểm của anh đúng không? Dạ đúng rồi không anh. Ô công việc có gì đâu dị ứng à? Câu này hơi thừa. Cái câu đầu được, cái câu bắt thì được, cái câu đạo thì được, chứ cái câu dị ứng bảo hiểm nó hơi thừa. Em chia sẻ thêm, không thừa đâu chị ạ. Tại vì trước giờ nãy chị cũng thắc mắc là lý do tại sao em FA đến thời điểm này ấy. Thì thực sự là có rất là nhiều lý do củ chuối. Em bị FA. Thứ nhất là em người Bắc, ok, thì người Bắc thì em thì có thể hiểu. Có người thích, có okay. Người không thích thì có câu đó hỏi được. Đến nghề nghiệp em làm bảo hiểm cũng bị dị ứng. Kìa, chị đó giờ chị chưa nghe nha. Thật? Chị chưa nghe, cái kiểu là dị ứng là dị ứng đúng như em nói là với cái cách họ tiếp thị, có nhiều khi họ phiền mình đang ngủ cái điện thoại gì đó. Chứ còn cái chuyện mua bảo hiểm thì chị thấy nó cũng cần thiết mà thì thấy em như là ai cũng mua mà. Nhưng mà em làm trong ngành bảo hiểm thế nọ thì bị dị ứng luôn. Anh có thích một người con gái tha thu không? À xăm hình gì? Vâng. À, xăm hình thì không sao mà, anh cũng có xăm mà. Có xăm hả? Ừ. Anh xăm ở đâu? Anh xăm bên tim anh, bên tay trái. Rồi, thôi được rồi, anh chốt đi. Anh chốt đi à? Thế như vậy em chốt rồi đúng không? Ờ, em chốt rồi. Sau 3 tiếng đếm thì tường, nếu đồng ý bấm nút nhấn mạnh, đây không phải nút cảm ứng nha, phải ấn bằng lực. Còn nếu không đồng ý thì mình có quyền lấy tay ra. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Rất nhanh lẹ. Rồi mời qua đây cưng. Nắm tay nhau đi hai bạn. Nói một cái nữa là bị thế nào bị chửi nè. Cặp đầu trâu mặt ngựa đẹp ghê. Dễ thương thiệt. Đây là Ngọc Bích. Dạ. Việc ừ, công việc mình là gì ạ? Em làm kế toán cho cơ quan nhà nước đó chị. Rồi, mình ở Cần Thơ là quê mình ở Cần Thơ luôn hay sao ạ? À, dạ, quê gốc em ở Trà Vinh dạ. Em thì có gia đình về Cần Thơ đó chị. Ừ. Dạ. Thì mình ly hôn được bao lâu rồi? À, em thì mất gần 2 năm rồi chị. À, dạ. Rồi mà rồi thế thì là mất 20 năm đúng không chị? Hiện thì bỏ nhà em nghe sao mà lớn không? Rồi 2 năm vậy cho em hỏi thì là 2 năm là chị có dự định chị tìm hiểu ai không? Hay bây giờ chị mới bắt đầu chị đi tìm hiểu? Dạ, bây giờ em mới dự định đi tìm hiểu ạ. À. Dạ. Dạ. Thì hiện em rồi. Nhớ là chị bé trai em năm nay 14 tuổi và bé gái em thì gần 5 tuổi ạ. À. Dạ. Là mình đang sống cùng hai con hay là bên sống bên nội hay bên ngoại như thế nào ạ? Em sống cùng hai bé chị. Nội thì ở gần nội thôi chứ không ở chung. Dạ. Yeah. Dạ. Thế là mình một mình chăm con luôn á hả? Là cũng vất vả lắm á. Là đưa đi học rồi này kia là một mình chị hay sao? Dạ đúng rồi. Bé lớn nó tự lo được. Em chỉ lo cho bé nhỏ. Có út nữa thì cũng chăm tí thôi chị. Dạ. Yeah. Yeah. Ừ. Rồi, bây giờ thì mình nói một chút điểm mạnh, điểm yếu của mình giùm em nha. Dạ, thì điểm mạnh của em thì giống như là dễ hòa đồng, gần gũi á chị. Thì điểm yếu của em thì giống như ít nói.
Rồi. Dạ. Rồi mình có cái tật xấu gì không? Tật xấu hả? Dạ không chị. Không luôn hả? Không luôn phải không? Có hay càm ràm hay khó chịu hay là gì không? Dạ không, em thì em cũng dễ chịu lắm. Nói chung là giận thì chút hơi là hết à. Chứ không có giận để lâu. Giống như là giận thì nói ra rồi xong là hết. Chứ không có để mà giống như là càm ràm hay là nói nhiều. Ừ. Kế toán thì mình có bị tính toán chi ly không? Mình thành bệnh nghề nghiệp không? Dạ, kỹ không, tính trong cái việc thu chi không? Kỹ nhưng mà không có chi ly. Tại vì công việc của em thì được nhà nước thì nó cũng vừa làm báo cáo luôn văn phòng á chị. Cho nên công việc thì cũng cần cẩn thận nhưng mà không biết chi ly lắm. Dạ. Dạ rồi. Bây giờ mình muốn tìm một người bạn trai như thế nào ạ? À, chị mô tả về ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán anh đó luôn giùm em nha. Thì ngoại hình thì cao hơn em khoảng 1m85 cũng được chị. Quê quán thì tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long á chị. Lớn hơn em, lớn hơn em. Dạ thì có công việc ổn định, mình dễ dễ gần gũi là biết phụ giúp cho lo cho gia đình và cũng yêu thương các con á. Rồi. Dạ. Mình có tài lẻ gì không chị Bích? Em thì cũng bình thường, không có gì nổi. Ca hát được không? Biết kể chuyện không? Biết hát không? Dạ, không hát, không có nổi chị. Dạ. Em thì tóc okay. Vậy cũng một gia đình thôi chứ không có quạt bát lắm, em thích nói. Ok chị, rồi nếu được chọn bên chương trình sẽ liên lạc lại với mình. Rồi quay thì ở thành phố Hồ Chí Minh này chắc chị sắp xếp lên được đúng không? Dạ đúng rồi chị. Dạ rồi, cảm ơn chị, phần cáp của mình xong rồi đó. Em dạ. Chào chị ạ. Dạ. Dạ. Dạ, buổi phỏng vấn của mình đến đây là kết thúc rồi ạ. Mình có thể thoát cuộc gọi được rồi chị Bích. Dạ dạ. Dạ Trinh. Em là Lê Thị Thanh Trinh. Hiện tại em 32 tuổi. Em sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Và quê của em cũng là ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Lê Thị Lan Trinh 1991 đúng không em ha? Rồi, mình đang làm công việc gì vậy Trinh? Em kinh doanh tự do. Kinh doanh tự do nhưng mà mặt hàng của mình á là tất cả các loại mặt hàng hay sao? Mặt hàng của em là các sản phẩm chăm sóc khỏe. Sản phẩm chủ yếu của em là để thay cho mặt xanh. Nhiều hàng người ta là saffron đúng không? Rồi mình chủ động chia sẻ giùm chị đi em. Điểm mạnh, điểm yếu và đường tình duyên của mình giùm chị nha. Dạ, em có một em bé 6 tuổi à. Mình ly hôn hay như thế nào mình chia sẻ ra luôn. Trinh đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Em chưa kết hôn. Em có em bé và em chọn sinh em bé thôi. Bé gái hả em? Dạ bé trai à. Điểm mạnh của em thì chắc là em cũng linh hoạt, giao tiếp tốt, em chăm sóc gia đình khá giỏi, em biết nấu ăn, em khá là hòa đồng. Yếu của em thì chắc là có lẽ là em cũng khá tự nóng tính. Rồi chị hỏi một chút về cái đứa con trai đó, là có nghĩa là lúc đó là chỉ là bạn trai của em thôi hay là sao? Em nói thêm về cái người cha của con em á. Dạ đúng rồi chị, đó là bạn trai. Rồi sao không đi tới cái hôn nhân em? Dạ thì kiểu như là khi mình có em bé, lúc mà mình quyết định mình chia tay rồi thì mình mới thấy ra là mình có em bé và mình quyết định là mình giữ lại em bé của mình. Nhưng mà mình vẫn chưa có cái sự hòa hợp với nhau được về tổng thể. Nên là mình quyết định là mình không kết hôn. Còn bạn ấy thì bây giờ có gia đình chưa? Hay là bạn ấy có biết là con của bạn ấy không? Dạ có, bạn có gia đình và bạn có cuộc sống riêng của bạn. Là có chứ, là em giấu cái con em là cha luôn hay như thế nào? Dạ không ạ, dạ vẫn biết. Trước đây thì bạn có qua lại để mà đón con cho con đi chơi, nhưng mà sau này lâu rồi, cũng hơn 1 năm rồi thì không có sự liên hệ. Rồi, thì lý do là sao mà em không tìm được người yêu mà em phải tham gia chương trình? Chắc
chắc là em bị khó tính quá. Với lại em cũng không có nhiều cơ hội để mà tiếp xúc với lại nhiều người á. Em là môi trường kinh doanh nữa. Kinh doanh của em dạ. Là môi trường đó có những người như thế nào? Ừ. Dạ là online thôi và đa phần những cái khách hàng của em là nữ. Và em tiếp xúc với nữ. Rồi bây giờ thì em mong muốn tìm một người như thế nào nè? Em mô tả về cái ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán của anh đó luôn chị nha. Dạ em mong muốn thì em có bạn thì bạn sẽ bạn sống ở Sài Gòn. Lớn em tầm khoảng 10 tuổi. 10 tuổi dữ dạ. Vậy hả? Em là 91 đúng không? Dạ. Rồi về người đó ly dị nuôi con thì chắc được hả? Dạ được. Rồi, dạ. Công việc thì em có yêu cầu gì không? Công việc thì em chỉ mong muốn là nếu như mà bạn đó làm kinh doanh được thì tự làm kinh doanh được thì tốt. Hoặc là làm mảng truyền thông. Tại dạ. Vì khi mà như bạn làm kinh doanh và hoặc là làm truyền thông thì bạn sẽ có cái tư duy tốt, bạn có thời gian linh hoạt. Em người thì chắc chắn là có tư duy tốt thì thôi. Rồi, mình yêu cầu gì về bạn trai không ạ? À? Yêu cầu thêm gì nữa không em? Hai điểm em không thích là bạn trai là gì? Em yêu cầu là không hút thuốc, không hút thuốc, không nhậu, không... Thì ý là tạm thời của em là em chỉ mới có nghĩ được như vậy thôi. Rồi ok, nếu mà được chọn thì bên chương trình liên lạc lại với em ha, rồi mình trao đổi thêm những cái yêu cầu nha. Nhưng mà trời ơi, alo, dạ. Trinh ơi, dạ. Tại vì chị cũng mong là nếu mà được chọn á, thì sẽ tại em nói em có khó tính á, thì cái điều kiện em đang rất là tốt thì không biết là có thể thương lượng thêm được hay không, nhưng mà tự em thấy khó rồi thì thôi bớt khó lấy chồng nha. nha. Rồi ok, cảm ơn Trinh nhiều nha. Chào em. Dạ, buổi phỏng vấn của mình đến đây là kết thúc rồi ạ. À. Mình có thể thoát cuộc gọi được rồi chị Trinh. Dạ, chương trình cảm ơn chị ạ. À. Em ban biên tập của chương trình bấm hẹn hò với lại các bạn sản xuất thôi. Mình chủ động mình chia sẻ về bản thân mình nha. Rồi đầu tiên thì mình giới thiệu về bản thân đi, họ tên, tuổi và công việc quê quán. Dạ em tên Lê Nguyễn Long, em sinh ngày 4/4/1990, em đến từ Tiền Giang, em tại quốc gia Thị Phú, em hiện tại sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Lê Thị Mỹ Ngân sinh năm 94 ở Tiền Giang đúng không em? Dạ đúng ạ. Ừ rồi, em đang làm công việc gì ở Sài Gòn nhỉ? Dạ em là dược sĩ bán thuốc tại nhà thuốc Minh Châu ạ. Nhà thuốc Long Châu hả? Nhà thuốc Minh Châu thì Minh Châu. Minh Châu. Rồi. Dược sĩ bán thuốc. Rồi, nên chia sẻ về bản thân mình, điểm mạnh, điểm yếu của mình đi em. Em thì vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Sorry chị sao đi Ngân xíu nhỉ, hình như nói cái voice của bên Ngân á, điểm mạnh nó bị sao ta, câu được câu mất á, có phải là do em để cái điện thoại xuống sát dưới bàn không? Dạ không ạ, tại vì em đang ở trong trong to, cái tín hiệu nó có rõ mà, tại vì ở phía trước nhà thuốc thì nó rồi ok rồi, bây giờ nó rõ này, tức rồi ok em nói chuyện tiếp đi. Dạ rồi. Điểm yếu của em là gì? Hơi nóng tính. Thôi chị lại không nghe được bạn ấy nói gì nữa nè. Nghe được tiếp đấy. Chị nghe rồi, em chịu khó nhấc cái điện thoại lên một xíu nha. Em để sát xuống cái bàn nó bị mất tiếng. Rồi, chị nghe được chứ chị? Thank you.
Alo chị ơi, mình nghe được không ạ? À? À, dạ nghe, em nghe. Dạ rồi, giờ mình nói tiếp nha chị. Giờ mình cứ nói tiếp đi, bên em nghe được rồi ạ. À, dạ là em muốn tìm người yêu cũng như là cái mẫu người của em á, thì nói chung là người Việt Nam thì anh ấy là không có xăm chỗ gì hết. Em không có thích người xăm, với lại em không có thích người gia trưởng. Dạ. Nói chung là biết thương yêu chăm sóc gia đình, thương yêu em, với lại biết lo lắng cho hiếu thảo với ông bà cha mẹ. Dạ. Rồi dạ, chị nghe rõ không chị? Dạ chương trình vẫn nghe được tiếng của mình hả chị? Dạ dạ. Rồi về tuổi tác, về tuổi tác của bạn trai thì sao em? Tuổi tác của bạn trai thì nếu mà có thể lớn tuổi hơn em, lớn tuổi hoặc bằng, từ bằng tuổi, có thể bằng tuổi hoặc lớn tuổi hơn em, nhỏ thì có thể nhỏ hơn từ 1 đến 1 tuổi hoặc là 2 tuổi gì thôi. Dạ. Thì bạn bạn có công việc ổn định tại tại Tiền Giang hoặc là ở Sài Gòn cũng được chị. Dạ. Em không thích trai Bắc. Dạ. Tại vì em ba mẹ em cũng không có muốn gả em xa, nên em chỉ người nam hoặc là người Trung mà làm việc tại Sài Gòn. Rồi ok. Rồi ok, cảm ơn Vân ha. Hôm nay là buổi phỏng vấn sơ lược thôi, có 10 trường hợp với lại mình đủ tiêu chí ghi hình thì chương trình sẽ liên hệ với em trong thời gian sớm để mình book cái lịch ghi hình, check cái lịch ghi hình em ha. Dạ. Nói chung là ảnh là người đàn ông của gia đình, hết lòng vì công việc, nói chung là công việc là đặt lên hàng đầu và biết thương yêu chăm lo vợ con là được. Dạ, chứ em cũng không đặt hỏi gì nhiều. Dạ. Rồi. Dạ dạ rồi. Cảm ơn em. Nên là dạ cảm ơn nhiều đã tạo điều kiện cho em tham gia để em đến chương trình. Dạ. Rồi, em xin cảm ơn. Chào em. Dạ.